kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tầm vóc, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ vượt ra khỏi biên giới trở thành niềm cổ vũ lớn lao cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới đứng lên giành độc lập. Định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn để Việt Nam thu hút các doanh nghiệp tập đoàn lớn về chip bán dẫn đến đầu tư. Tình trạng nắng nóng kéo dài kèm theo hạn mặn tại các tỉnh thành phía Nam khiến việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn, sản lượng giảm. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, vào sáng ngày 6 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ viếng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 6 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, các vị lãnh đạo, Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông, đất nước ta. Chiều ngày 6 tháng 5, cũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ. Trong giây phút thiêng liêng, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến đặt vòng hoa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đã dự lễ gắn biển đường mang tên anh hùng Tạ Quốc Luật tại thành phố Điện Biên Phủ, đến thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng các khối diễu binh, diễu hành tại Trung đoàn 82. Tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong sáng ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Net Savun đang có chuyến thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Phó Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhấn mạnh đây là thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Campuchia và Lào đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lợi ích của nhau.
Phó Thủ tướng Nét Savun bày tỏ vinh dự sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định Campuchia coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, coi sự đoàn kết là thắng lợi chung của hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại 3 tháng đầu năm nay tăng 14% so với cùng kỳ. Thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế, đặc biệt là kinh tế khu vực biên giới, phát triển các cặp cửa khẩu, kết nối giao thông, tăng cường hợp tác bộ, ngành, địa phương, nỗ lực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở Hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực. Tiếp đó, tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao Bộ trưởng đã nhận lời mời dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cho thấy nỗ lực của hai bên cùng nhau gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng hướng đến tương lai, góp phần khẳng định Việt Nam là một hình mẫu về khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh. Thủ tướng đã chia sẻ các yếu tố nền tảng, đường lối phát triển cơ bản của đất nước, các chính sách về đối ngoại, kinh tế, quốc phòng, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm của Tổng thống và Thủ tướng Pháp, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế số, xanh, tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, hạ tầng giao thông, khai thác biển và đại dương bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân. Thủ tướng đề nghị Pháp sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA, ủng hộ và thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Pháp. Về hợp tác quốc phòng, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo nhân lực, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, trao đổi tài liệu lưu trữ về di tích chiến trường Điện Biên Phủ để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Bộ trưởng Sébastien Lecornu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Điện Biên Phủ lần đầu tiên của một bộ trưởng quân đội Pháp, cho biết Pháp coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá rất cao sự độc lập, tự chủ mạnh mẽ của Việt Nam. Bộ trưởng nhất trí cao và cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy các nội dung hợp tác mà Thủ tướng đã trao đổi, trong đó có hợp tác quốc phòng ngày càng hiệu quả. Vào chiều ngày 6 tháng 5, tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định những bước phát triển mạnh mẽ trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hồi tháng 10 năm 2023. Việt Nam đánh giá cao vai trò đóng góp của Pháp tại châu Âu và trên thế giới, ủng hộ các sáng kiến của Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như sự tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định Pháp luôn coi trọng việc củng cố làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam, chia sẻ về tầm quan trọng của hợp tác trên kênh đảng trong thúc đẩy quan hệ hai nước. Vào tối ngày 5 tháng 5 đã diễn ra chương trình cầu truyền hình đặc biệt Dưới lá cờ quyết thắng nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài truyền hình Việt Nam thực hiện được truyền hình trực tiếp từ 5 điểm cầu: Hà Nội, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và Kon Tum. Tại các điểm cầu có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Chương trình đưa khán giả trở lại những ngày tháng hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta cách đây 70 năm, cùng những hồi ức xúc động của các nhân chứng lịch sử. Dưới lá cờ quyết thắng là một bản hùng ca xúc động, tự hào, là lời tri ân của các thế hệ người Việt Nam đối với những anh hùng đã không tiếc máu xương làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến thắng đã tạo nên mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước và đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, khởi đầu cho kỷ nguyên giành độc lập của các nước thuộc địa trên thế giới. 70 năm nhìn lại, chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc như một cột mốc vàng, và lớn hơn tầm vóc giá trị của chiến thắng này còn vượt ra khỏi biên giới, trở thành niềm cổ vũ lớn lao cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới đứng lên giành độc lập. Có thể khẳng định,
chiến dịch Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử nhân loại vì đây là lần đầu tiên quân đội của một nước từng là thuộc địa ở châu Á đánh bại đội quân hiện đại của một cường quốc châu Âu được hỗ trợ bởi đế quốc Mỹ trong một chiến dịch quân sự lớn. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, cuộc điện đàm cuối cùng của tướng De Gaulle tại Điện Biên Phủ cho chỉ huy quân viễn chinh Pháp tại Bắc Kỳ. Thưa Trung tướng, tình hình bây giờ rất là nguy cấp rồi. Chúng tôi đang cố gắng để cứu những người bị thương. Chúng tôi cố gắng không đầu hàng. Quyết định ấy tùy thuộc vào ông, nhưng đừng có mà rơi cờ trắng. Nhưng trước đó, cờ trắng đã được kéo lên tại một số cứ điểm của quân đội Pháp. 17:30, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ trên nóc hầm De Gaulle đánh dấu giờ tàn của quân đội Pháp. Chúng nó giơ cái tay cái cờ trắng ra, rồi chúng tôi thua các ông rồi. Một sĩ quan của địch thừa nhận là thất bại rồi. Chúng tôi đã bắt sống được tướng De Gaulle. Những gì đã diễn ra tại căn hầm này vào cuối buổi chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã chứng minh một chân lý rằng một dân tộc bị áp bức, bị xâm lược vẫn có thể giành thắng lợi nếu có ý chí quyết tâm, có sự lãnh đạo đúng đắn và tinh thần đoàn kết. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã truyền cảm hứng cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới đứng lên giành lại độc lập cho dân tộc mình. Thủ đô Paris sáng sớm ngày 8 tháng 5, tin Pháp thua trận ở Điện Biên Phủ tràn ngập khắp các mặt báo. Chiến thắng Điện Biên Phủ mở đầu cho chuỗi domino đổ vỡ của hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Điện Biên Phủ đã có tác động rất lớn đến các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khác. Trong đó đáng chú ý nhất là ở Algeria. Người Algeria được truyền cảm hứng trực tiếp từ chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ đã chứng minh rằng phong trào giải phóng dân tộc có thể đánh bại quân đội hiện đại, không chỉ trong chiến tranh du kích, mà cả trong trận chiến lớn với pháo binh, máy bay, bom đạn. Nhận định này là hoàn toàn có cơ sở khi mà nhìn lại những con số này. Những con số cho thấy sự chênh lệch quá lớn về tương quan lực lượng, vũ khí, khí tài. Vận dụng một cách sáng tạo trong từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể, căng kéo và chia lửa cho chiến trường chính. Đây là một cái nghệ thuật rất hay. Sau này rất nhiều nhà học giả đều nghiên cứu xoay quanh vấn đề này. Cái nữa đó là tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và của vật chất cũng như là tinh thần của bạn bè quốc tế đã tạo nên một sức mạnh cho gì? Cho dân tộc ta. Con trai nhà báo Winfred Berset, người từng phỏng vấn Bác Hồ cho biết chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập. Họ đã học tập được tinh thần Việt Nam. Đó là cuộc chiến giành độc lập chống chủ nghĩa thực dân. Nhưng không chỉ vậy, nó còn chống lại chế độ phong kiến vì một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn. Điều quan trọng là phải có được sự ủng hộ của người dân trong cuộc chiến này. Và tôi nghĩ Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, đã hiểu được điều này để có thể tập hợp tất cả những người đứng sau. Đó là cách Việt Nam giành chiến thắng trước người Pháp. Vì vậy, tôi cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến thắng lợi Điện Biên Phủ là tinh thần đoàn kết, lý tưởng yêu nước và chiến đấu hết mình để giành chiến thắng. Đối với tôi, đó là tinh thần của Việt Nam. Những hình ảnh trong lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tinh thần Việt Nam. Đó là điều có thể cảm nhận rõ nét trên những gương mặt này. Với các quân nhân Pháp, Điện Biên Phủ là một dấu ấn in đậm trong cuộc đời binh nghiệp của họ. Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ cuối cùng với ông Jacques Allaire, một quân nhân Pháp đã tham gia chiến trường Điện Biên Phủ. Ký ức chưa bao giờ phai mờ trong những câu chuyện của ông. Trong những tài liệu lịch sử, Jacques Allaire là một quân nhân được nhắc đến nhiều bởi ông đã từng có mặt tại Việt Nam vào nhiều thời điểm khác nhau. Đã từng tham gia nhảy dù xuống chảo lửa Điện Biên Phủ vào năm 1953 và tháng 3 năm 1954. Jacques Allaire đã được trao trả vào tháng 9 năm 1954. Khi quân Việt Minh bắt đầu tấn công, chỉ huy của chúng tôi đã lo ngại rằng chúng tôi sẽ thua trận, nên quyết định bắt đầu gửi quân tiếp viện. Họ bắt đầu gửi quân từ mọi nơi và nhảy dù xuống Điện Biên Phủ.
Tôi nhảy dù vào ngày 16 tháng 3 và sau đó là những trận đánh lớn. Tôi nhớ ngày hôm đó, vào lúc 5 giờ 30 chiều tôi đã đầu hàng. Thật buồn, nhưng thế đấy. Jacques Allais đã quay trở lại Việt Nam 7 lần và thực hiện điều ông mong mỏi bấy lâu là trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, nơi mà ông vẫn chia sẻ với báo giới Pháp rằng ông mơ ước được sống những giây phút cuối đời tại đó. Tôi rất nhớ câu chuyện đặc biệt này. Khi chúng tôi đến Việt Trì là nơi trao trả tự do, tôi bị đau ở bụng. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chết đi được. Khi ấy có bác sĩ mà không có thuốc. Và một người lính Việt Nam đi qua, thấy tôi chỉ mặc quần đùi. Anh ấy nhìn vào chiếc chân bị teo cơ do di chứng bại liệt của tôi đầy thương cảm. Và rồi trở lại với một chiếc chăn và đắp cho tôi. Tôi không bao giờ quên được cử chỉ đó. Không bao giờ. Jacques Allais đã từ trần ở tuổi 98 mà không làm được điều như ông mong muốn là trở lại Việt Nam thêm một lần nữa. Cho đến cuối đời, Jacques Allais vẫn sống giữa muôn vàn kỷ vật của Điện Biên Phủ và Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, truyền thông quốc tế đã dành nhiều sự quan tâm cho sự kiện lịch sử quan trọng này. Các bài viết đã ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, khẳng định 70 năm đã qua, nhưng những giá trị và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời đại. Các phương tiện thông tin đại chúng của Lào đã đồng loạt đăng bài ca ngợi chiến thắng lịch sử của Việt Nam cách đây 70 năm. Bài viết trên báo Passason nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam, mà còn là chiến thắng của cả nhân dân Lào và Campuchia đã liên minh chiến đấu chống lại kẻ thù chung để giải phóng dân tộc. Bài viết Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếng vang vĩnh cửu của Mexico đã chỉ ra rằng quyết định thay đổi phương châm từ đánh nhanh và thắng nhanh đến đánh chắc, tiến chắc là chìa khóa bảo đảm thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn bài viết do hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba đăng tải đã nhận định chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của lòng dũng cảm và là ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc, báo hiệu sự kết thúc của chủ nghĩa thực dân trên thế giới. Phân tích về tác động của cuộc chiến Điện Biên Phủ với các nước châu Âu, tờ Le Soir của Bỉ bình luận: Chiến thắng của Việt Minh ở Điện Biên Phủ đã tạo động lực cho các dân tộc khác đấu tranh giành độc lập. Le Figaro, một tạp chí lớn của Pháp, đã đăng một bài viết dài 10 trang nhân dịp 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phần tóm tắt của bài báo nhấn mạnh, thất bại của quân đội Pháp gióng lên hồi chuông báo tử cho Đông Dương thuộc Pháp. Một phần quan trọng của bài viết còn dành để miêu tả Điện Biên Phủ của năm 2024, nay đã trở thành một thành phố 140.000 dân. Chiến trường xưa nay đã biến thành đô thị trù phú dưới chân đồi Dominic, tức là đồi D1, nhưng những dấu tích lịch sử vẫn được gìn giữ. Sự kiện Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu và Quốc vụ Khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức, bà Patricia Migares được mời đến thăm Việt Nam để dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, cũng là thông tin đáng chú ý được nhiều trang báo Pháp đăng tải. Trang tin Le Parisien bình luận, sự kiện này thể hiện mong muốn hai nước nhìn lại quá khứ một cách sáng suốt và cởi mở, đồng thời cùng hướng tới tương lai. Đặc biệt, trang tin Valeurs Actuelles đã có bài phỏng vấn độc quyền ông Sébastien Lecornu và bà Patricia Migales nhân chuyến thăm này. Trong đó, Bộ trưởng Lecornu chia sẻ, đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo chính trị Pháp tham dự lễ kỷ niệm trận chiến Điện Biên Phủ với mong muốn viết nên một trang mới cho lịch sử quan hệ hai nước. Trong phần tiếp theo của bản tin, giá chào bán của nhiều phân khúc bất động sản những tháng qua tăng, tuy nhiên không có giao dịch thực tế và khó xảy ra cơn sốt bất động sản. Tình trạng nắng nóng kéo dài kèm theo hạn mặn tại các tỉnh thành phía Nam khiến việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn, sản lượng giảm. Xin được chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa công bố phát hiện dầu khí mới trong năm nay tại giếng Bulga Aster và giếng Rồng 79. Đây là hai giếng dầu mới được khoan thành công với trữ lượng ước tính trên 25 triệu thùng. Trên cơ sở kết quả khoan tại giếng Rồng 79, ước tính trữ lượng dầu tăng thêm khoảng 4,6 triệu thùng và sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2026. Còn đối với giếng Bulga Aster, kết quả tính toán cho thấy trữ lượng cho toàn bộ vỉa sau khi hoàn thành khai thác là hơn 20 triệu thùng.
giếng Bulga Aster đã được chính thức đưa vào khai thác từ ngày 5 tháng 5 với sản lượng khai thác ban đầu là 2.100 thùng một ngày. Những kết quả vừa qua đã góp phần hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác năm nay cũng như là trong giai đoạn tới của ngành dầu khí Việt Nam. Với định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 đến 100.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp quan trọng này. Và đây cũng chính là lợi thế để Việt Nam thu hút các doanh nghiệp tập đoàn lớn về chip bán dẫn đến đầu tư. Như vậy, bài toán đặt ra là làm sao Việt Nam tăng nhanh số lượng và chất lượng nhân lực lĩnh vực chip bán dẫn để thực hiện mục tiêu này. Đây là những sinh viên năm 2, năm 3 các ngành điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin tham gia khóa đào tạo về quy trình thiết kế chip với sự hướng dẫn của chuyên gia từ các doanh nghiệp sản xuất chip điện tử. Chỉ cần đào tạo thêm từ 6 đến 12 tháng, các sinh viên này có thể sẵn sàng cho tuyển dụng. Chúng tôi đóng gói toàn bộ cái tổ hợp về kinh doanh, bao gồm việc đào tạo, cung cấp dịch vụ và thiết kế sản phẩm chip, phủ kín toàn bộ cái tháp nhân lực từ cấp cao đến cấp trung, cấp thấp. Và cái chương trình đấy được chấp nhận rộng rãi trong ngành bán dẫn. Gắn đào tạo với tuyển dụng, đảm bảo số lượng và chất lượng đầu ra đang là nhu cầu của nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất chip. Thực tế, tình trạng thiếu nhân lực bán dẫn, nhất là các kỹ sư, đang xảy ra ở những quốc gia phát triển như châu Âu, Hoa Kỳ. Chúng tôi nhận thấy cơ hội lớn ở Việt Nam để lấp đầy khoảng trống này với những lợi thế sẵn có trong chuỗi cung ứng công nghệ cao, chất lượng nhân lực đáp ứng các khâu sáng chế phần cứng và phần mềm. Kể từ năm 2019, chương trình đào tạo bồi dưỡng nhân tài của Samsung về công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin của Việt Nam đã đào tạo được 6.000 chuyên gia, kỹ sư. Chúng tôi hy vọng mô hình hợp tác giữa chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo sẽ trở thành một chương trình điển hình, tiêu biểu bồi dưỡng nhân tài công nghệ. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để sẵn sàng 50.000 kỹ sư bán dẫn trong 5 năm tới, sẽ cần đào tạo chuyên sâu cho giảng viên, xây dựng mạng lưới cơ sở liên kết đào tạo, trung tâm bán dẫn tiêu chuẩn. Với cơ chế phối hợp ba bên, nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, chính phủ, các bộ ngành và địa phương sẽ đồng hành tạo môi trường kinh doanh và học thuật thuận lợi để khuyến khích sự đổi mới, nghiên cứu, phát triển, sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn. Thành phố thì tập trung vào ba nhóm chính sách cốt lõi, đó là chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, đó là trụ sở về kết nối. Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ ba là những chính sách hỗ trợ đơn giản thủ tục hành chính, hỗ trợ về mặt thuế, về mặt tiếp cận thị trường. Thị trường chip bán dẫn của thế giới tăng trưởng trung bình khoảng 14% một năm, dự kiến sẽ đạt doanh thu 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Và thế giới cũng cần khoảng 1 triệu lao động cho tất cả các khâu sản xuất chip. Việc nhanh chóng xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có chuyên môn sâu về vi mạch bán dẫn sẽ là cơ hội cho Việt Nam. Tại cuộc họp báo quý 1 vừa qua, đại diện Bộ Xây dựng cho biết giá chào bán của nhiều phân khúc bất động sản các tháng vừa qua đều tăng, thậm chí là tăng đột biến ở một số vị trí. Tuy nhiên thì khi Bộ Xây dựng đi kiểm tra thì không có giao dịch thực tế và điều này cho thấy là khó có thể xảy ra cơn sốt bất động sản trong thời gian tới. Theo các thành viên trên thị trường, hiện nay lượng khách tìm mua chung cư nội đô Hà Nội đã giảm. Đã có cái sự trầm hơn. Và nó có cái sự gọi là nhịp độ nó xuống rất là nhiều rồi. Bắt đầu người ta dừng và người ta nghe ngóng. Còn nhà đất thổ cư trong ngõ nhỏ, dù lượng người quan tâm tăng lên, nhưng do các nhược điểm như chật chội, không có chỗ để xe ô tô, lo ngại về phòng cháy chữa cháy, nên khó tạo thành cơn sốt lan từ chung cư sang. Qua một cái chu kỳ sốt nóng, thì người ta thận trọng hơn cái việc mà mua nhanh bán nhanh và bị sập sóng nhanh. Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định hiện tượng tăng nóng giá nhà đất tại một số vị trí hiện nay vẫn đang trong tầm kiểm soát. Hiện tượng này nó chỉ xảy ra tại một vài vị trí, một vài dự án và chủ yếu hiện nay đang ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì có tăng giá nhưng chưa có những đột biến ở các tỉnh thành khác. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng không chủ quan và chúng ta sẽ phải kiểm soát chặt chẽ. Thế tôi cho rằng là cái việc này thì nó không trở thành rất khó để trở thành cái hiện tượng một cái trào lưu chung cho cả nước. Bởi vì bản chất là các cái điểm mà có những thông tin dự án mà tăng giá cao đột biến ấy, thì cũng mới chỉ là ở tình huống là giao thôi, thông qua các cái môi giới, thông tin mời chào. Các chuyên gia nhìn nhận thị trường bất động sản mới vượt qua được thời điểm khó khăn nhất và sự hồi phục này mới diễn ra ở phân khúc nhà để ở. Nếu xảy ra những cơn sốt dồn dập tạo giá trị ảo thì thị trường khó có thể phục hồi bền vững. Nhiều loại trái cây,
giảm sản lượng do nắng nóng và xâm nhập mặn diễn ra dài ngày ở các tỉnh phía Nam. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu rau quả không dám nhận đơn hàng mới. Tại Tiền Giang thì nhiều vườn sầu riêng đã bị rụng quả. Còn tại Bến Tre thì nguồn cung dừa tươi và bưởi cũng giảm. Bưởi thì gần như là không có nhiều để xuất khẩu. Doanh nghiệp phải chấp nhận mua cả bưởi quả nhỏ thay vì là chọn trái nặng 1kg trở lên. Còn giá dừa tươi hiện mua tại vườn lên đến là 200.000 đồng một kg, 200.000 đồng một chục đối với dừa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng gấp 3-4 lần. Còn với thanh long thì do hạn hán nên là nguồn cung khan hiếm và giá cao. Vâng, vào mùa khô năm nay tại các tỉnh phía Nam thì tình trạng nắng nóng kéo dài kèm theo hạn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn, sản lượng giảm. Tại những tỉnh thành có sức tiêu thụ mạnh như là thành phố Hồ Chí Minh thì việc giảm sản lượng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả tiêu dùng. Trung bình mỗi ngày, chợ đầu mối Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 2.000 tấn rau củ quả từ các tỉnh. Những ngày nắng nóng, các mặt hàng nông sản mùa nóng, đặc biệt là rau lá có tình trạng giảm sản lượng, tăng giá. Những mặt hàng rau lá nó ảnh hưởng về cái bị cháy lá, cái sản lượng thu hoạch giảm. Cụ thể là những cái mặt hàng như là rau má, cải xanh các loại. Hiện nay thì cái nguồn hàng rau má về chợ nó giảm sút từ bình quân một ngày từ 20 đến 30 tấn, hiện nay chỉ còn 5 đến 10 tấn. Dù nắng nóng, xâm nhập mặn nhưng nông dân cũng tăng cường sản xuất, song sản lượng vẫn bị giảm từ 5 đến 10%. Nhu cầu tiêu thụ nông sản phục vụ mùa nóng tăng cao, nhưng tại các vùng sản xuất, sản lượng giảm, chi phí cho sản xuất tăng cao nên dẫn đến tình trạng giá cả cũng tăng theo. Nhu cầu nó tăng lên thì bên nhà vườn với ở bên cái vệ tinh của hợp tác xã Tàu Sạch thì là cũng đang tăng cái sản lượng trồng. Vận chuyển xe là lạnh, tất cả mọi thứ đều vận hành gần như là chi phí vận hành nó tăng khoảng 20 đến 30% so với lại điều kiện bình thường. Nó cũng đẩy cho cái mặt hàng giá thành rau quả nó nâng cao lên. Do một thời gian dài thiếu nước tưới, ảnh hưởng của hạn mặn nên cây trồng đã bị suy yếu. Dự báo sắp tới, giá nhiều loại nông sản sẽ tiếp tục tăng cao, sản lượng giảm, đặc biệt là cây có lá, cây ăn trái. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.